Dạ đồ hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây anh em chị Dương ghi nhận rất nhiều, đặc biệt là các anh các chị về đây nhờ anh em chị Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ và tìm chồng. Nhưng nay một cái câu chuyện tiếp theo. Một gia đình hiện nay là 3 người, 3 thành viên, một mẹ và dắt theo 2 đứa con để về đây nhờ anh em chị Dương ghi hình để đăng tin để tìm con của mình. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào em gái nhé. Em có thể em giới thiệu cho anh cũng như cho các cô chú anh chị biết là em họ tên là gì? Dạ, em tên Phạm Thị Kiều Oanh. Kiều Oanh. Ở bên Tre hả? Dạ. Em cho anh biết là hiện nay em đi cùng với ai đây? Anh Tình, đây là con gái thứ tư của em, ở đây là Út. Rồi hôm nay là ba mẹ con ha. Dạ. Về Bình Dương nhờ anh em về Bình Dương ghi hình đăng tin tìm ai vậy em? Anh Tình, con gái em á, nó bị thằng kia lừa dụ đi 2 tháng mấy rồi. Ôi trời. Vậy là hôm nay về đây ba mẹ con về đây nhờ tìm con gái hả? Dạ. Em khổ quá, đi mần ăn cũng để ở nhà dưới ngoại nó rồi ở dưới xong rồi quen trên Facebook á rồi lừa đi. Úi giời. Thế là đi 2 tháng rưỡi rồi. Đi 2 tháng mấy rồi mà cha em cũng mới mất xong nay ngày mai là 49 ngày. Ôi trời. Mà nhớ nó không ngủ nghi được hết á. Rồi cha em lúc chưa mất cũng bệnh nằm đó cũng trông ngóng cháu về mà cháu không về. Dạ. Rồi cũng kìm nhờ người nhắn tin thằng đó là nói là ông ngoại sắp mất rồi, nó nói chừng nào thời gian này sao về về đất nghe sao giờ không về được. Ồ, vậy thằng là cuối, vậy là cuối cùng không về. Không. Ồ. Em có biết hiện nay em đang sống ở đâu? Em sống ở bán nước ở bên Bình Phước, Lộc Ninh. Gọi là một bà chủ bán nước ha? Dạ. Mình bán nhiều không em? Dạ bán cũng bán nước Bình Giang cho người ta uống công ty đâu anh. Mình bán trong công ty hả? Dạ bán ở cửa công ty bán... Căn tin hả? Dạ. Lớn không em? Không đủ sống anh ơi bán... Mình dạ. Mình có cần người phụ bán hàng không? Có muốn người phụ bán hàng không? Dạ không, em... Không đủ nuôi con rồi. Anh em ở đây đang rảnh nhá, có nhiều anh em ở đây cũng đang rảnh nhá, anh em đến phụ giúp em để uống này mới đi nước cũng rồi. Cũng khó khăn lắm, cũng con nhỏ nó bé đó nó chưa đi nó ở đây là đó ở đây nó phụ giúp mà em nuôi mấy đứa nhỏ. Rồi xong giờ đi giờ ai cũng trông ngóng này nọ, em cũng nhớ nó nữa. Em cho biết là con của em ấy là con gái hiện nay em đang nói là mất tích. Là tên là gì? Nguyễn Thị Kiều Vi anh. Bị dụ Nguyễn đó nó dụ. Bị dụ là Nguyễn Thị Kiều Vi. Dạ Nguyễn Thị Kiều Vi. Sinh năm mấy em? Dạ 2005. 2005 hả? Dạ. 2005 năm nay 19 hả? 19 tuổi. Ồ, con em trước đây làm công việc gì? Dạ, cũng là công ty anh. Công ty luôn hả? Dạ. Ồ, hàng tháng có đưa tiền cho em không? Dạ có, nó ngoan lắm. Ồ. Nó ngoan rất là ngoan. Ồ. Sợ này buồn ngãi gì chứ nó ngoan lắm anh. Con em làm công ty lâu chưa? Dạ, cũng 18 tuổi. Từ 18 tuổi mới làm công ty được 1 năm hả? Dạ dạ, chưa có nhờ được gì chứ. Em cho anh hỏi em được mấy người con rồi? Dạ 5. 5 người con? Dạ. Ồ, mấy trai mấy gái? Dạ 4 gái 1 trai. Ui giời, 4 gái. Đứa lớn có chồng 2 đứa con. Ồ. 4 gái này là 4 cục vàng to này. Vậy là 1 trai hả? Đây trai đây hả? Trai dạ. Trai này là Út chưa? Dạ Út rồi. Liệu mình còn nữa không em? Em thôi chồng. Ồ thôi chồng hả? Nói chị ba lắm, chị ba dễ em đi. Nói dễ con đi. Chị ba về mấy em hả? Ồ, tội quá. Rồi em cho anh hỏi này. Là con của em đi là đi cụ thể 2 tháng mấy? Hơn 2 tháng á. Hơn 2 tháng. Dạ tầm tại lúc đó là cha em cũng ngã bệnh rồi. Rồi xong rồi sau này cũng cha em cũng mệt lắm, cũng phối cái nhắn kêu mọi người nhắn tin rằng đó là nói là trên Facebook á. Nói là ông ngoại của bé Vi á giờ cũng mệt lắm rồi. Dẫn về. Nó kêu chuyện nào mất cái rồi sau này á, thời gian sau này về rút ngang sao còn giờ tại không về được. Về sợ mắc lại. Sau này không về ai bắt? Thì thằng đó nó về sợ là cho con nhỏ này về là vậy là em ngăn cản à? Vậy chứ con em từ nào giờ sống nó ngoan hiền lắm. Nhưng mà nó bị thúc đẩy thì dụ dỗ này nọ nữa anh. Em cho biết là con em là trước đây ở nhà có bồ bịch người yêu chưa? Chưa, không có gì trơn, đi làm công ty chỉ biết nghe lời mẹ thôi. Còn lên quen thằng này là trên mạng Facebook á. Là giờ hết nghe rồi? Giờ hết nghe. Hết nghe mẹ rồi? Em bắt cái về 1 lần rồi em biểu điện thoại nè. Ồ. Rồi xong rồi nó sau này thằng kia nó lên tới quán em nó dụ đi em lúc em lại dụ đi tiếp. Dạ em không có nhà. Vậy là dụ đi mấy lần rồi? Lần thứ hai. Lần thứ hai luôn. Dạ nó dụ đi lần này là xong cái em cũng nói với bà già nó là phải quấy là em về cho gả cưới gả cho. Rồi cũng biệt tâm luôn bà già nó nói chuyện giờ thích báo công an rồi báo đi. Em thật biết là cái người đàn ông mà em đang nói là dụ con em ấy là lớn tuổi chưa? 28 tuổi tuổi con trâu. Ôi tuổi con trâu em biết rõ luôn hả? Dạ. Người ta đến nhà mình thưa chuyện chưa? Chưa đến nhà thưa chuyện nhưng mà ý chỉ là... đứng ở cổng dụ đó. Dạ.
cách nói chuyện của nó không phải như người bình thường, cách nói chuyện không kính nể mình á, kiểu ngỗ ngược ấy hả? Dạ. Ngang ngược đúng không? Ngang ngược. Mới đầu thì cũng được, sau này mới đầu giờ cũng rồi hơi sau này tầm không, không cho nó quen nữa, rồi được. Nó cũng cản không được. Hay là tại em cản, hay là tại em cấm cản con em? Cảm cả con em nó ngoan thì nội rồi đó, nó nhưng mà em đó. Em có muốn cho con mình lấy chồng không? Thì cũng muốn anh mà nhà nó vẫn coi mình tâm, bây giờ cái gì cũng phải về làm đám này nọ đồ. Ý em nói là bây giờ nếu là đồng ý là phải về nhà thưa chuyện đúng không? Thưa chuyện này nọ đồ với em rồi này nọ nó vẫn đi vậy, gia đình em lo lắng, mẹ em lo lắng rồi đều. Cái người mà em đang nói là người đàn ông 28 tuổi là dắt con em đi là người ta là họ tên là gì? Tên gì em biết không? Nó đúng tên, nó lộn tên là thua ấy. Tên gì nhớ không? Quê ở đâu? Mới nhớ Bến Tre mà em mới... Quê Bến Tre luôn hả? Dạ. Gần nhà em không? Thì mình ở xứ xứ già của em. Dạ. Vậy là trước đây em có biết gia đình nhà này không? Nó quay trên Facebook, em cũng cũng chưa biết rõ mấy nữa. Anh hỏi em thì nhưng mà bây giờ là nếu hai đứa thực sự là nó thương nhau thì mình có đồng ý cho cưới hỏi không? Dạ cho, giờ đây nó về đây thì em cho chứ còn này nó không cho về, nó giấu luôn việc xúc con của em nuôi từ nhỏ lớn mà như vậy rồi sao mà chịu nổi. Mà giờ giấu luôn nó cũng tội nhiều ha. Dạ. Cắt đứt luôn, cho liên lạc với gia đình luôn mà. Phải liên lạc mình cũng biết con mình đâu này nọ, mình đợi mà, con này nọ đâu. Nhưng mà có khi nào hay là con em hỗn với em mà con em không nghe lời không? Có không? Hồi đó giờ nó rất là ngoan. Nó mặn nhiêu tiền là đưa hết nhiêu tiền á. Cũng như mặn giống như 5-6 triệu là đưa hết luôn á. Thiệt. Rất là ngoan. Mà giờ là hết đưa luôn à? Hai giờ đi vậy rồi cái không biết còn nhắn tin liên lạc không được với nó luôn mà còn không được liên lạc với nó luôn sao mà biết được. Bây giờ liệu con em còn đi làm gì không hay là con em ở nhà mấy người đàn ông này luôn? Nó vẫn về đó chứ, anh nghe nói là vẫn đi làm công ty á. Nhưng mà vậy thì cho con em nó không được. Thế mà ra đi làm công ty được sao? Nếu mà con em thực sự muốn về thì phải về hoặc về gọi điện cho em chứ. Nó tục lòng số điện thoại em luôn á, nhưng mà nó không gọi. Dạ. Vậy là chắc là bị người đàn ông là người ta dụ dỗ rồi. Dạ. Nhưng mà trước đây em lấy chồng là năm bao nhiêu tuổi? Dạ 18 tuổi. Ồ, giờ con em 19 tuổi rồi. Dạ. Mình cho lấy chồng được không? Thì em cũng cho đó, nhưng mà nó không biết nó dẫn về thì em cho. Còn con em đỡ đẻ nhỏ lớn giờ phải cái gì cũng phải gả cưới đàng hoàng. Người đàn ông này có đẹp trai không? Trắng trẻo đẹp trai không? Không luôn là hai đứa. Mẹ chưa trả lời mà hai đứa con nó trả lời đôi. Hai đứa trả lời chú đi. Rồi bé gái này cho chú hỏi con tên gì? Dạ con tên Phạm Quỳnh Anh. Phạm Quỳnh Anh hả? Dạ. Con mấy tuổi rồi? Dạ con 12. 12 luôn? Dạ. Con còn học không? Dạ còn. Con học lớp mấy rồi? Dạ năm nay lớp 6. Học giỏi không? Dạ có. Mặt thông minh. Cố gắng học giỏi con nhé. Dạ. Sau này học giỏi con sẽ làm nghề gì? Con chưa biết làm nghề gì hả? Con làm bác sĩ không? Mai Thiện Vinh á. Ừ. Nhớ rồi, Mai Thiện Vinh. Mai Thiện Vinh hả? Dạ. Con muốn làm bác sĩ không? Con không biết. Thế muốn làm gì nào? Con chưa biết hả? Hay làm cô giáo? Thôi giáo học giỏi tính sau nha. Thế là chị của con ấy, chị ba đi lâu chưa? Lâu rồi hả? Con nói chuyện lớn tiếng hả? Dạ. Ở nhà là con thương ai nhất? Con cũng thương chị ba. Thương chị ba hả? Con có hay nói chuyện với chị ba không? Dạ có, con không? Chị ba. Vậy hả? Chị con đi lâu chưa? Đi rồi. Chị con từ hôm đi nhà chị con có gọi điện cho con không? Dạ không. Không luôn hả? Dạ. Nó rất là thương em đó. Nó rất là thương mấy đứa em đó. Trước về là chị có hay, chị đi làm về chị hay mua quà cho con không? Có, bánh kẹo cho con. Bánh kẹo luôn hả? Nè, sinh ra 3 tháng là ở ngủ chị ba tới lớn luôn. Mà 2 tháng mấy là hết quà luôn hả? Dạ. Giờ là móm luôn, mình gọi là móm luôn hả? Dạ, tội ha. Con có mong chị con về với con không? Dạ có. Có hả? Vậy là con có biết cái người bồ của chị con là tên gì không? Dạ, Mai Thiện Vinh. Mai Thiện Vinh hả? Thông minh, bé là thông minh nè. Này muốn nói gì chị ba nói thì chị ba về với con em. Con mong muốn chị ba về thì con nói chuyện lớn tiếng là chị ơi chị về, chị về với em, chị đừng bỏ em. Chị ba về với em, chị ba em nhớ chị ba đó. Đừng bỏ em. Nói đi, chị đừng bỏ em. Chị đừng bỏ em, chị về với em. Em nhớ chị. Cô Beo nói đi, Beo nói với Lâm. Rồi Beo hả? Tên là Beo hả? Cô Beo. À cô Beo hả? Ồ tên là cô Beo cũng giống Beo Beo thiệt hả? Beo Beo như mấy tuổi đấy con? Mấy tuổi. Con mấy tuổi rồi? Tuổi. Con đi học chưa? Đi học rồi. Chưa? Cô giáo tên gì? Cô Ngọc. Ồ cô Ngọc à? Cô Ngọc xinh gái không? Mấy không hả? Mấy khi cô giáo là đẹp gái. Phải còn phải là cô đẹp gái, đừng nói cô xấu. Nha. Nhớ chị ba nói đi, nói đi. Nhớ chị ta. Ồ.
Nhớ nhiều không? Con có mong chị về với con không? Con nói to lên, chị ơi chị đừng bỏ em, chị về với em đi. Em đang đi tìm chị đây. Em đang đi tìm chị nè. Em đang đi tìm chị. Em nhớ chị nhiều lắm. Em nhớ chị nhiều lắm. Chị đi đâu rồi mấy tháng này em không gặp chị? Mấy tháng rồi em chưa gặp chị. Chị có nhớ em không? Chị có nhớ em không? Chị nhớ em thì chị về với em. Nuôi từ nhỏ lớn cũng là chừng vậy, rồi vậy là sao không ai không buồn được, chẳng thà nào giờ mình gả cưới nó đàng hoàng cái nơi chỗ mình đỡ lo, mình lâu lâu mình nhớ mình thăm nó, còn đằng này biệt tâm luôn. Từ hôm quen này giờ là làm gì á, là con em vậy, con em rất là ngoan chứ không đến đổi gì đâu, rất nói chung là ngoan, rất bây là có hiếu nữa. Bây giờ thì mọi chuyện là con em cũng đi theo người ta rồi, chưa biết là bây giờ thì các anh cũng ghi nhận là chưa biết là hiện nay là con em bị dụ hay là người ta dụ con em hay là cụ thể làm sao. Thế nhưng mà bây giờ là nếu mà anh em tìm được ấy, hoặc là con em bây giờ dắt theo người đàn ông đó về thì gia đình mình đồng ý và chấp nhận đúng không? Dạ dạ. Cho gả cưới đàng hoàng, nói chuyện hai bên nói chuyện nhau đàng hoàng tử tế đúng không? Dạ. Đó mà phải đến với nhau, phải đăng ký kết hôn, phải tổ chức đám cưới đàng hoàng. Dạ dạ. Đúng không? Để cho có một cái. Yên tâm chứ còn đằng này nó giống như là nó ngăn cản lắm, giống như là cha nó thay thế cha của con nhỏ này á, cầm quyền á, là muốn cho nó về hay không là quyền của nó. Không được. Mình tất cả mình đều phải tự nguyện. Còn con em hiện nay cũng lớn rồi, đủ tuổi trưởng thành rồi. Dạ. Cũng đến tuổi gọi là lấy vợ, lấy chồng nên rồi. Nên là em đâu có bắt con em được, tại vì nó cũng lớn rồi. Hiện nay là con em đi như này, em có biết là con em đang ở phương trời nào không? Em không biết. Em không biết, em đây mấy giờ tụi anh tìm giùm con em giùm. Theo em là con em là đi về đâu? Bây giờ nhà đó ở Bến Tre, nhưng mà em cũng không biết là dẫn con em đi đâu, chẳng biết. Thế là bà chủ năm nay là bà chủ nhiêu tuổi rồi? Dạ em 40. 40 hả? Dạ. 40 trẻ dữ hả? Tuổi tí con chuột đúng không? Dạ 1984. Tuổi con chuột, thông minh lắm. Em nói bà con chủ. Đông không ai tin. Em nói có cháu ngoại không ai tin. Cháu ngoại luôn rồi. Cháu ngoại sắp hai đứa rồi. Vậy là em có con bé lớn có chồng rồi. Bé lớn có chồng rồi. Dạ. Hai cháu ngoại rồi. Nó cũng đang có bầu thêm nữ. Trời ơi, vậy là gần có hai cháu ngoại. Dạ. Nên là bây giờ là một mình em nuôi bốn người con. Một bé lấy chồng là còn bốn. Dạ. Bốn và bé này chuẩn bị lấy chồng nữa là còn mấy? Ba. Còn ba. Bé này còn bé nhỏ hơn bé này ở nhà nữa. Bé nhỏ nữa. Dạ. Xong rất đi luôn. Là năm đứa không, lúc bé đó ở nhà với ngoại, còn hai đứa này lên tỉnh bán phụ với em á. Biết bán rồi. Phụ với em á. Trời, biết bán hàng luôn hả? Biết. Dạ. Thế con em hai bé này đang ở Bình Phước hả? Dạ. Tại lúc mà nghỉ học rồi nè, cái nó lên tỉnh nó nghỉ hè hả? Dạ, bán gần công ty. Dám cho con này học nha. Đừng cho nghỉ. Nghỉ em hay tội lắm. Cố gắng chứ mà nuôi con vậy mà tự nhiên lớn cái bị vụ vậy đó. Nuôi một đứa trẻ là phải nói là tốn rất nhiều công sức đúng không? Dạ. Chăm no tự đủ thứ trên đời luôn chứ đâu phải là cứ cho ăn mẹ, đâu. Mẹ của em cũng khóc ngày cũng đêm nãy rồi đây cứ khóc nói với chú tận tình giúp giùm. Mang ơn với chú. Rồi các anh em sẽ cố gắng giúp. Em cho anh biết này, em nói lại, nói lớn tiếng lên. Con của em họ tên đầy đủ là gì? Con em tên Nguyễn Thị Kiều Vi. Sinh năm mấy? 2005. 2005. Con em bắt đầu mất tích nên là bỏ đi ở địa phương ở đâu? Ở trên Bình Phước, nó đang cũng ở tỉnh với em á. Dẫn tỉnh với em bắt về lần rồi. Rồi nó lên nó dụ đi lần nữa, nó chạy với xe Nugo màu đỏ. Novo hả? Nugo. Novo là đời cổ rồi đúng không? Đời Tống rồi đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Lần đầu tiên nó lên á là nó định gặp anh, là em bắt nó về rồi. Lần đầu tiên rồi sau này nó lên nó mượn thuê xe. Nó thuê xe Elizabeth lên kiếm con em mà bị Elizabeth là xe Honda hả? Dạ, thuê xe phải xe của nó. Ôi trời đất quỷ thần, Elizabeth cái xe giờ 1,5 triệu à? Đúng rồi, mà thuê 100 ngàn. 100 ngàn xe? Vòng vòng mấy anh em ở đó đó thấy nó định gặp mắt bắt nó lợi. Cái nó cam kết nó không có lên nữa. Rồi sau này lên lần nữa là nó xe Novo đó mượn coi không biết là mua hay mượn ai á. Đổi xe khác. Dạ. Lovo 5 hay Lovo mấy? 4 hay sao? Ôi rồi xong rồi nó Lovo mua giờ 500 ngàn. Nó mua qua cái đồ đặt ở bên đối diện đường á. 500 ngàn á. Dạ. Đối diện đường á, cái đầu em đứng đây nên em ngó nó thì bên đó nó chạy xe nó lên xe em bạn nhỏ đi lên luôn tới giờ. Mà tội nghiệp quá nhỉ. Bây giờ em có mong muốn là con em về để nhà nói chuyện không? Em muốn nó về đây nói chuyện, muốn gì em này thì em chịu chứ còn giờ này không biết nó đâu không lo. Nói chung là hai đứa thương nhau, thực sự thương nhau là em chấp nhận. Dạ. Đúng không? Cho gả cưới đàng hoàng. Dạ. Không được trốn tránh đúng không? Dạ dạ. Em nói chuyện lớn tiếng này để cho con em về.
em nói em sao thì em muốn về đây là muốn gì thì em chiều, chứ còn này nọ đi kiểu như vậy là em hãy nói chuyện lớn tiếng cho con em biết. Thì muốn con về đây đi rồi muốn gì mẹ cho, chứ còn kiểu như vậy rồi sắp nghiền ta cười chết rồi, đi không có gái mà không có được gả cưới rồi không có cưới hỏi rồi như vậy rồi mất giá trị hết. Đúng, con về chứ làm như vậy là con nghe lời người ta vậy là con sai, phải vì mẹ cha gả cưới đàng hoàng chứ, con làm vậy là con có tội với ông bà, ông bà mất còn không về để tang nữa. Con làm vậy rồi ta cười, con cười tao lắm không biết không, lớn rồi từ nhỏ lớn cũng dạy đàng hoàng rồi sao mà ngày lớn mà dụ vậy. Thế tội nghiệp. Con em có nhanh nhẹn giống em không, nó có nhanh nhẹn giống em không? Thì nó cũng không bằng em nhưng mà nó cũng biết thiếu thảo lắm. Lên Facebook á, em nói bao nhiêu lần em cấm cản không cho lên Facebook là thế này nọ đồ, mạng xã hội cũng biết ai là tin ai anh. Đúng rồi. Thật sự. Tại người tốt thì hiếm đó. Thật thật giả giả đúng không? Dạ dạ. Cho nên là không phải mình qua đủ cái nắm nhưng mà em muốn cho nó lên mạng. Và tôi quen này tin mạng đó. Dạ. Chứ không bao giờ nó đi sai rồi em. Em phát hiện là con em ấy là quen trên Facebook lâu chưa? Cũng mấy tháng à. Nó nói với em mà nó quen anh này trên Facebook. Còn thời gian trước với lúc mà quen á, sau này tìm hiểu sau nó thằng này lùng rồi nó không có thích quen. Mét mấy? Rồi, mấy chừng mét 50 vậy. Ôi thấp vậy. Nhỏ hơn chị ta luôn. Lùng hơn gái nữa. Ôi, con gái cao mét mấy mày. Nó không chịu đó, nó chê thằng này xong biết sau này tự nhiên không biết cái tàu tự nhiên cái đầu ông tướng gặp... này, ông tướng nói chuyện ngọt trời. À đúng rồi. Nó thì ngọt. Phải rồi không? Nó gặp cái đầu đó mới nó nói sao rồi thằng nó nghe lời luôn chị ạ. Thôi duyên chứ số này mà. Hồi đó hỏi nó chịu không, nó nói sao quen vậy cái nó nói con không quen chơi vậy thôi, chơi quen buồn thôi chứ con đâu có quen thì đâu có đấu thương nữa đâu. Xấu mà lùng nữa. Lại còn xấu nữa. Nhưng mà nói chuyện ngọt. Nó nói rồi câu này nó là xấu lùng con đâu có quen. Bồ của chị con xinh gái không? Đẹp trai à? Đẹp trai không? Dạ không. Trắng không? Xấu. Dạ không. Xấu. Xấu nữa. Trời ơi, thiệt trong đây. Thì anh cho hình đi đó, lùng hơn gái anh mà. Con gái em được mét rưỡi không? Gái em mét 15. Đó. Bằng em á. Là còn xấu hơn em à, xấu hơn lùn hơn con gái em. Lùn hơn gái em. Nhưng mà người ta nói chuyện ngọt. Con gái em là chịu. Đúng rồi. Vậy là con có ưng không? Theo con có ưng không? Dạ không. Không hả? Béo ưng không? Béo ưng không? Ưng bồ của chị con không? Con đồng ý không? Không đồng ý không? Không. Không lắc đầu. Không lắc đầu. Không luôn. Hai đứa em không đồng ý luôn này, cũng căng đi. Không ai đồng ý. Này thua. Nếu quen được anh, nếu quen anh nào con lành thì cũng được, đúng không? Em cũng hay là duyên số rồi. Nó quen người giàu có nhưng mà quen người đàng hoàng, kính nể ông bà. Còn đằng này vui tôi nó chỉ vô mặt em, nó nói em có quyền rồi, giờ cho giờ con là, em tới tuổi chăng nữa đi. Là dễ tương lai chỉ mặt em luôn. Đúng rồi, nó chỉ nói bà không có quyền. Bà không có quyền. Em bắt lúc em bắt nó về nó dẫn con em đi rồi em bắt về cái nó chỉ mặt em bà không có quyền. Rồi người ta nói trời sao không quyền mẹ, người ta không quyền. Ta nuôi từ nhỏ lớn mà. Hỗn rồi. Bởi vậy em nói anh ấy, nếu mà người đàng hoàng thì em cho gả cưới, em cưới rồi chứ em đâu có ngăn cản anh. Đúng nhau phải đến nhà thuyết phục. Dạ, nói chuyện sao lịch sự. Nói chuyện đàng hoàng với chưa tên mà nó coi thường mình rồi. Bây giờ em nói giờ lên đây em nói giờ cộng đồng mạng và mấy anh hiệp sĩ đây giúp thương tình giúp đỡ giùm em. Nói kêu gọi con em về giùm. Rồi em gia đình em thay mặt gia đình mẹ em á. Mấy anh đưa vô giúp con em về giùm chứ em về em không biết nói gì nữa. Em về em run quá. Giờ chỉ nhớ con thôi với cả muốn điên luôn. Rồi bình tĩnh nha, anh em sẽ giúp nhé. Độ hôm nay em á và các con em về đây nhờ anh em ship Dương ghi nhờ đăng tin để tìm con. Em có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội để tìm không? Dạ. Đồng ý ha. Tìm con em giùm em cảm ơn mấy anh, giờ em biết mấy anh là cũng ra tay giúp đỡ người tìm con á, cũng là không có lấy tiền bạc gì hết. Cũng nghe người nhiều người nói lắm. Em nghe tin vậy em mới lên tìm mấy anh nè. Rồi. Dạ. Bây giờ hai bé nói chuyện lớn tiếng anh. Chị ơi về với em đi, chị đừng bỏ em. Em nhớ các chị, em nhớ chị nhiều. Nói hai chị bé. Ơi, về với em đi, em nhớ chị nhiều lắm. Em đi, em nhớ chị lắm. Nhớ có hai đứa em cưng quá trời mà chị đi đâu mất tiêu luôn. Chị đang phương trời nào rồi? Dạ kính thưa cô chú anh chị, nếu ai phát hiện là thông tin chính thức bé gái này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em sẽ tìm cách để khuyên con gái của em gái này quay trở về cùng gia đình. Bởi hiện nay theo thông tin gia đình cung cấp thì em gái này hiện nay đang bỏ nhà đi theo một người đàn ông 28 tuổi. Hiện nay chưa biết là phương trời nào. Trước khi mất tích nhà có thể ở Bình Phước, đến giờ phút là chưa biết ở đâu.
Hy vọng là các cô chú anh chị hãy chia sẻ giúp anh em về Chí Bình Dương sớm nhất để anh em sớm tìm được thông tin. Rồi, bây giờ thì anh em cũng xin phép được chúc em cùng với các con em luôn luôn mạnh khỏe nhé. Dạ, bởi dạ. vì chuyện gì nó đến thì nó sẽ đến, còn dạ. con em các anh em sẽ cố gắng để tìm được em nhé. Em buồn lúc gì nè. Ừ. Cha em mất mà nó không cho cha nó về, cho con gái em về để trang cha em. Buồn vậy thôi. Là mình giận đúng không? Dạ, giận lắm luôn, thiệt. Tại vì cha em là rất là thương con cháu. Bệnh vậy á, lúc bệnh hơi hơi cũng vẫn đưa con cháu rước từ mưa từ gió đi, con cháu đi học về. Cũng dạy dạy con cháu lúc em đi bằng xa. Rồi cha em mất rồi em nói gì lắm, kêu mọi người nói mà nó trả lời là sau này chịu tại về tốt ngang sao. Thằng đó đó. Chứ giờ không về. Người ta nói là gần mực thì đen, dạ. gần đèn thì sáng. Con em chơi mấy người tử tế. Chứ phải nó biết đâu anh, nó biết mà nó lại nói như vậy đó. Rồi, gia đình bình tĩnh nhá, anh em sẽ cố gắng giúp nhá. Dạ, rồi cuối video cho phép công Trần xin thay mặt các anh em Hiệp sĩ Bình Dương dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây, dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo, xin kính chào và hẹn gặp lại.